Xin chào tất cả mọi người đã quay lại video tiếp theo của mình. Lại là mình đang túc đây. Nếu các bạn còn chưa đăng ký kênh của mình thì cho mình xin một nút like cũng như một nút đăng ký để cập nhật những video những cái dự án mới nhất mình chia sẻ. Đến cái dự án này thì mình lại hướng dẫn anh em nhận tiếp tục 50 cái đồng Lazio. Thì video mình vừa đăng thì hướng dẫn anh em gọi là claim nha. Claim thì mất phí ra phí mạng được chưa? Là mất 1,5 đô, còn cái này là airdrop. Airdrop thì hoàn toàn là miễn phí nha. Được chưa? Đấy, anh em nhận được 50 cái đồng Lazio này tương với 50 đô. Ok chưa? Claim khác và airdrop khác được chưa? À, cái này là video này là video miễn phí airdrop, còn video vừa nãy mình đăng là video claim. Đấy, hiểu. Anh em hiểu rõ như vậy được chưa? Không nắm anh em thắc mắc tò mò. Được chưa? Đây, để tham gia dự án Lazio Fan Token này. Con này nó có đã thông báo là nó sẽ được liệt kê trên Binance ấy anh em. Con này kèo tiềm năng anh em cố gắng làm. Thì anh em có thể kích vào đường link dưới phần mô tả để làm cái nhiệm vụ chatbot đơn giản để nhận cái token Lazio này. Ok dạ. Khi anh em kích vào đường link thì anh em có thể ấn start cho mình và đi hiện ra cái giao diện như trên này. 50 cái đồng Lazio tương 50 đô. Rồi anh em tiếp tục anh em ấn join group cho mình được chưa? Rồi, bước tiếp theo là bắt anh em join group này, kích vào thôi. Rồi join này. Rồi tiếp sau đó thì anh em đã thoát ra này. Rồi join cha lộ trên. Rồi tiếp đó join này. Rồi, tiếp sau đó thì anh em đã thoát ra này. Rồi, nó bắt anh em tăng thêm 5 người bạn vào retweet, bot lại bài viết, ok, kích vào, open cho mình. Rồi đưa anh em cái giao diện của thằng Twitter để anh em làm cái nhiệm vụ. Rồi, bước đầu tiên thì bắt anh em gọi là làm sao ạ? Đây, thả logo team này, cũng như là anh em sẽ gắn thêm 5 bạn bè, tweet lại để chợ. Rồi, trích dẫn lại và gắn thêm 5 bạn bè, như nó đã nói. Rồi, bộ để tạo này, mình sẽ... Thường thường những cuộc kèo mình đều hướng dẫn anh em phải gắn thêm 5 bạn bè cho nó uy tín được chưa? Rồi, thêm 5 bạn bè nhé. Đấy. Rồi, khi anh em gắn thêm 5 bạn bè xong thì anh em có thể ấn tweet lại cho mình được chưa? Rồi, tiếp sau đó thì anh em làm gì ạ? Anh em sẽ quay lại chatbot này. Rồi, anh em submit your data cho mình được chưa? Và nó bắt anh em nhập cái username Telegram thì em quay sang Telegram để lấy cái username của anh em. Đương nhiên thì mình đã nhớ cái username của mình rồi. Username Telegram anh em thường thường anh em làm đều nhớ hết rồi. Rồi. Anh sẽ gửi đi, nhập username anh em, username Telegram anh em và gửi đi này. Như mình này. Và cái profile link username Twitter, anh quay sang Twitter cho mình được chưa? Twitter này. Rồi. Rồi quay sang Twitter anh góc trái màn hình cho mình và ấn hồ sơ cho mình. Ok ạ. Rồi anh em sẽ làm gì ạ? Sẽ ấn vào ba gạch góc phải màn hình này và ấn chia sẻ này. Rồi, tiếp sau đó thì anh em sẽ sao chép vào khay nhớ tạm này. Ok, sao chép xong thì anh em sẽ quay sang anh em gửi cái profile link username Telegram của anh em cho nó này. Ok. Rồi địa chỉ B20 anh em quay sang phía trước thằng MetaMask anh em lấy địa chỉ BLB smart chain nha. Rồi. Anh em sẽ ấn phần ví cho mình. Rồi. Rồi, tiếp sau đó thì đây, kích vào phần Binance Smart Chain này. Ấn sao chép này. Ok, sao chép xong thì anh em có thể là quay sang anh em dán cái địa chỉ cho nó. Rồi, dán gửi. Rồi, tiếp sau đó thì anh em có thể thấy là 50 cái đồng Lazio đã về trong cái chỗ này vào trong ngày phân phối rồi. Cái này có khả năng là phải withdraw đấy, rút tiền đấy. Đây như nó đã nói là đến tháng 10 14 tháng 12 thì nó phân phối cơ, anh em thấn quyết đào này được chưa? Rồi đây, 14 tháng 12 cơ. Rồi anh em có thể lấy đường link để giới thiệu bạn bè để kiếm thêm token Lazio này. Cờ Lam thì mình cũng hướng dẫn anh em gọi cờ Lam rồi được chưa? Đấy, cái video trước thì mình cũng hướng dẫn anh em gọi cờ Lam rồi nên anh em có thể là quay video trước anh em xem mình hướng dẫn anh em cờ Lam nào để anh em cờ Lam nhá. Đấy, còn bây giờ chào tất cả mọi người nha, hẹn mọi người ở cái video tiếp theo ạ.